Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cả nhà. Dạ thì cả nhà, để tiếp tục với những video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà hoang, rồi về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện tà thuật để hại người hại mình đó cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trên cái video ngày hôm nay, như cả nhà mình có xem qua video thì cả nhà mình cũng thấy, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu vườn dừa cả nhà. Và cái lý do mà khiến Lê Trung phải quay trở lại cái khu vườn dừa này là ngày hôm qua Lê Trung có đến đây để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để Lê Trung giúp cho họ được một bữa ăn, rồi Lê Trung sẽ đưa cho họ đi về chùa để họ tu hiền, tu lành. Thì trong cái lúc mà Lê Trung đang trò chuyện, đang giao tiếp với một cái vị vong linh nữ 16 tuổi bị cái bọn gọi như là bọn đít đen đó cả nhà, thì mình kêu như vậy đi để Lê Trung né né ra cả nhà. Cái bọn đít đen đó nó hãm hiếp, thì sau khi hãm hiếp xong thì kiểu như bị cái cô gái này chống cự, thì cái bọn nó đã bóp cổ và đã khiến cho cô gái phải ngạt thở mà đến khi mà mất mạng. Thì trong cái lúc mà Lê Trung đang giao tiếp với cái vong nữ 16 tuổi đó thì ở sau lưng của Lê Trung xuất hiện một cái bóng vong linh nữa. Và cái bóng vong linh này hình như là đang theo dõi Lê Trung, hoặc là có một cái vấn đề gì đó đang cần Lê Trung giúp nó, nhưng mà không có dám xuất hiện ra. Tại vì trong cái lúc mà Lê Trung đang trò chuyện thì có xuất hiện ra dòm dòm đâu đó, hình như Lê Trung xem đâu đó thì có 1-2 phút gì thôi xuất hiện ra, mà hình như là xuất hiện 2 lần đó cả nhà, xuất hiện ra 2 lần để mà dòm Lê Trung, nhưng không có tác động gì vào Lê Trung hết, cũng như là cứ đứng ra dòm rồi biến thôi đó. Lê Trung không hiểu được là cái nguyên nhân nó như thế nào, có phải là cái vong này đang có cái dự định gì tác động Lê Trung hay không, hay là đang rình rập Lê Trung như thế nào đó, và cũng có thể là cái vong này đang cần Lê Trung giúp đỡ, hoặc là vong này cũng đang rất là đói, cũng muốn ra ăn nhưng mà không dám. Và sau khi về Lê Trung có xem lại thì Lê Trung đã thấy cái tình trạng nó như vậy đó, thì bắt buộc Lê Trung ngày hôm nay Lê Trung phải quay trở lại đây cả nhà. Lê Trung phải quay trở lại đây. Thứ nhất á, là Lê Trung quay trở lại đây để Lê Trung tìm hiểu xem á, là cái vị vong linh này vì sao lại xuất hiện ra mà không chịu giao tiếp với Lê Trung, cũng như có phải là đang âm mưu, đang tính toán một cái vấn đề gì đó để mà tấn công Lê Trung, hoặc là để mà hại Lê Trung hay không, hay là cái vong này đang đói, đang cần sự giúp đỡ của Lê Trung. Thì bây giờ Lê Trung kính mời cả nhà cùng với Lê Trung chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào bên trong cái vườn dừa này, để mà mình sẽ tìm kiếm và tìm hiểu về cái vong linh này xem nó như thế nào. Nếu may mắn đủ duyên thì Lê Trung sẽ giúp cho cái vị vong này luôn. Ở chiều ngày hôm qua đó, cái vong đó xuất hiện ra luôn trong lúc mà Lê Trung đang giao tiếp, Lê Trung đang cúng kiến cho cái vị vong linh mà vong linh nhi 16 tuổi đó, để Lê Trung giúp luôn thì nó cũng rất là khỏe luôn. Tại vì để khi mà về rồi Lê Trung xem lại thì Lê Trung mới phát hiện là còn một vong, có một vong đang theo dõi mình, đang rình rập. Như là cái chỗ Lê Trung ngày hôm qua Lê Trung ngồi cúng, hình như đầu bên đây. Vườn này nó quá trời dầm rậm rạp đây, dày đặc hết chứ. Nhà mình thấy này, chủ vườn bỏ không chăm sóc được tới dừa mà nó còn chết, nó gãy xuống nhóc hết trơn. Hiện tại bây giờ 12 giờ trưa, quá trời nắng nóng. Trời ơi, chết rồi. Cái gai chanh nó đâm. Ngày hôm qua là Lê Trung có gặp cái vị vong đó ở tại đây. Và lúc mà Lê Trung
đang ngồi giao tiếp với cái vong nhi linh nhi á, thì xuất hiện ở trong cái bụi rậm đó, cứ thập thò kiểu như là đang rình rập Lý Trung, nhưng mà Lý Trung chưa có nhận thấy được cái sự là gọi như là tấn công Lý Trung. Chắc là Lý Trung hơi thiên về cái vấn đề là muốn nhờ Lý Trung giúp đỡ một cái vấn đề gì đó nhưng mà không dám á cả nhà. Để Lý Trung sẽ sang tiếp tục mấy cái clip kia nữa hơn xem. Tôi có ngày hôm nay mình có giúp được cái vị vong đó hay không? Giờ nắng quá đi, mệt quá cả nhà. Thôi, chắc là Lý Trung sẽ đặt cái bàn ý thức luôn đi cả nhà. Rồi, 12 giờ trưa lội. Vô đây gặp nắng quá, chịu không nổi. Bây giờ Lý Trung sẽ đặt cái máy xuống. Và Lý Trung sẽ lợi ngay chỗ cái khoảng trống. Lý Trung sẽ làm một cái bàn ý thức ngay đó. Để xem là cái vòng này. Nói thì nói vậy thôi chứ mình cũng phải cẩn thận. Ngày hôm qua xuất hiện ra là không biết có cái vấn đề gì. Xuất hiện ra thôi, không có ấy cả nhà. Không có dùng đồ uống, đồ ăn, đồ uống gì hết. Chỉ xuất hiện ra thôi. Nói chung thì chỉ cúng cơm chay thôi cả nhà. Cái cọng gậy chanh đâm đau không chết. Quá hầm. Trời này ít chiều mưa nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vong linh vất vưởng đổi khác lạnh lẽo ở trên cái cõi ta bà này, thì con cũng mong các ngài công hoan hỷ đấy.
cho cái vị vong linh nào đó mà đang trú ngụ ở tại đây có cái vấn đề khúc mắc đó, muốn gặp con để cho con giúp đỡ, hoặc là có cái vấn đề gì nghi ngại với con đang rình rập gì đó, thì cứ xuất hiện ra đây để trao đổi, để giao tiếp, để hiểu rõ về nhau, để con có thể giúp đỡ cho họ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Rồi, thì ngày hôm nay đó, tôi đã quay trở lại đây rồi nè. Thì ngày hôm qua tôi thấy có một vị vong linh nào đó, trong lúc tôi đang giao tiếp, đang giúp đỡ cho một cái vị vong linh nhi, thì tôi thấy á, xuất hiện ra để rình rập, rình mò gì đó. Tôi không biết là các vị đang có cái mưu đồ gì, hay là các vị muốn tôi giúp đỡ các vị, cúng kiến cho các vị dùng. Thì bây giờ, ngày hôm nay tôi quay trở lại đây nè, với cái tâm thành ý nguyện, chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là mong muốn rằng có thể giúp đỡ được cho các vị, giúp cho các vị được no lòng ấm dạ, giúp cho các vị thoát khỏi cái cảnh khổ, giúp cho các vị có thể buông bỏ được tham sân si thù hận, để giúp cho các vị đi tu hành, đi đầu thai chuyển kiếp. Nếu mà ngày hôm nay đó không ngần ngại, không nghi ngại tôi, thì cứ xuất hiện ra sử dụng cái phần lễ mà ngày hôm nay tôi đem lại đây. Thì trong cái quá trình ngày hôm qua tôi giúp đỡ các cái vị vong linh nhi đó, thì chắc có lẽ là vong cũng đã nhận ra được là cái ý nguyện của tôi rồi. Thì cần tôi giúp đỡ hay là nghi ngại bất cứ vấn đề gì, cứ xuất hiện ra để giao tiếp, để trao đổi. Nếu được, tôi sẽ giúp. Đó. Còn nếu mà có khó khăn gì, có muốn nghi ngại gì tôi, thì tôi sẽ giải thích cho các vị hiểu. Ra đi, tôi biết các vị là đang ở gần đây thôi. Bây giờ nó không, bây giờ cái dòng này nó không chịu ra nè cả nhà. Thôi bây giờ nói chung sẽ cứ để đại cái bàn nghi thức ở đây. Thì tôi chắc có lẽ là các vị đang ngần ngại tôi, thì bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây để cho các vị cứ xuất hiện ra, các vị dùng cơm bánh nước nhang hương đó, để các vị á, nhìn thấy được cái lòng thành của tôi, để hoan hỷ cho tôi giao tiếp với các vị nha. Bây giờ chắc có lẽ là chúng phải lùi khỏi đây nữa nha. Ủa, đồ ăn này sao bữa giống mà bữa đó dữ vậy hả? Y chang luôn. Cái bữa mà mình gình, mình thấy rõ ràng chứ. Ê, ngon nha. Trời ơi. À, vậy là cái tài pháp sư đó tới đây hả? Cúng kiến gì nữa chứ vậy? Mà mình không biết là cúng cho ai. Mà bây giờ mình xuất hiện đầu tiên thì mình ăn thôi. Bữa mình thấy con nhỏ đó có ăn á, mình thấy thèm luôn á. Mình đói dữ lắm, mình tính vô ăn. Mà mình sợ pháp sư. Nói gì chứ pháp sư với thầy pháp là mình sợ lắm rồi, mình tởn lắm. Mình đó có lần chạm trán rồi, hên là chạy kịp, chứ không chạy kịp á là không biết giờ cái hồn phách làm sao nữa. À, để mình trộm coi có ai không, coi có thầy gì pháp sư hay thầy pháp gì không. Bây giờ mình kỹ mới được, mình mới dám vô ăn được. Ẩu là bị tóm liền. Hên quá, không có ai ở trơn nữa ta ơi. Ôi ôi, vậy thì á hốt lụm liền. Ôi, đủ hết trơn á. Nhang khói rồi nước, cơm rồi bánh. Đã à, thử miếng bánh coi, ngon không?
Bữa mình thấy á, bánh gì màu sắc sặc sỡ. Ai, ngon. Hèn gì. Bữa đó mình thấy nhỏ đó nó ăn ngon lành. Ngon hả chứ, quá im tơi. Hết rất lâu rồi có ăn được cơm đâu. Giờ có được một hũ cơm vậy nè. Ngon. Cũng không ngờ luôn á chứ, chú ngủ ở đây biết bao nhiêu lâu rồi, nay á bỗng dưng á được á người Dương á, người ta đem đồ ăn tới nhiều nữa cho ăn. Quá đã. Công nhận cơm này nó thơm, nó ngon, nó ngọt quá. Quyết tâm ăn hết cái dĩa bánh này mới được. Lâu lâu mới được có một lần ăn mà hối sao mà không quyết tâm.
cơ chứ. Lâu lâu được một bữa thì khoái lắm. Ngon thiệt chứ, không biết đồ ăn này ai đãi á. Ui, đãi không? Ui. Đừng sợ. Đừng bắt tôi nha, Tôi mới ăn có mấy cái bánh với con được miếng cơm mà. Không có bắt đâu. Đừng bắt tôi nha. Ừ, đúng rồi, không có bắt. Bây giờ là cái này là tôi bày ra đây tôi cúng cho Dông á. Dông ăn xong hết rồi phải không? Ừ, tôi ăn rồi. Ngon không? Ngon không? Ngon. Đã không? Đã. Phê không? Phê. Ừ, phê rồi hỏi thăm xíu nha. Ngày qua làm gì mà tôi trong lúc mà tôi đang giúp cho cái dòng Linh Nhi đó mà sao mà xuất hiện ra ở sau lưng tôi rình rình như vậy? Ủa tính lậm tôi hả? Lậm gì? Tính quýnh tôi á. Quýnh đâu? Chứ đứng sau lưng núp làm gì? Định coi thấy đồ ăn ngon quá, tính chớp ăn mà thấy nhỏ nó đói tội nghiệp quá, thôi để cho nó ăn luôn. Vậy đó hả? Đứng giờ miệng nuốt nước miếng chứ sao giờ? Rồi sao qua không xuất hiện ra để mà tôi cúng cho luôn? Qua tôi còn đồ ăn nữa mà. Ôi. Thằng bé đó nó cũng khổ nữa rồi thôi thì giúp đỡ cho nó đi, cho nó ăn đi. Chứ nó ăn rồi đang ăn ngon mà tôi vô nữa rồi giành giật ăn với nó chia đôi nữa hả? Rồi nó đói rồi sao? Tôi có đâu, ý là tôi nói là tôi cúng cho bé nó xong rồi thì tôi vẫn còn đồ ăn để cúng nữa cho ông nữa. Ôi tôi không dám vô ông ơi, tôi sợ thầy pháp bắt ông ơi. Sao kìa? Thầy pháp làm gì đâu mà sợ? Sợ thầy pháp với pháp sư lắm. Đó giờ gặp thầy pháp sư chưa? Gặp mấy lần rồi? Ôi tôi chạm mặt 3 lần rồi đó. Dữ gì đó hả? Rồi mấy thầy pháp nó gặp rồi nó làm cái gì mà sợ dữ à? Tính bắt tôi. Ừ. Đem về. Tại hồi đó ba tôi làm thầy pháp đó. Ừ. Nói mày con thầy pháp mà mày mất đi rồi á, tao bắt mày về tao luyện bùa luyện ngải nè. Ừ. Rồi nó bắt nó dí bắt 3 lần bắt hụt hết trơn hả? Ừ. Ừ. Rồi bắt đầu là từ đó tới tới sau là thấy là sợ. Sợ xong sợ. Ủi đem về nó bắt nó luyện này luyện kia rồi á, giống như già của tôi nó luyện âm binh rồi sai khiến âm binh rồi làm đủ thứ hết trơn á. Ủa rồi sao mà ông biết tôi là thầy pháp? Đã nghe sao không nghe? Nghe gì? Nghe gì giúp đỡ đưa cho về chùa nữa mà chùa đâu đây cả. Ông nào vô biết cái chừng là nếu mà đưa được như vậy là chỉ có pháp sư với thầy pháp thôi chứ. Ông nội, nói chung á là ông nói đúng, nó là chỉ có thầy pháp sư là người ta mới có đủ cái khả năng đó, nhưng mà đâu phải đó, như tôi thì tôi không phải là pháp sư, không phải thầy pháp gì, tôi chỉ là người cầu đạo, tôi học đạo xong rồi tôi thích là tôi đi giúp vòng thôi, chứ tôi không có phải là thầy pháp, không có thầy bà, không pháp sư gì đó, tôi chỉ là người đi giúp vòng thôi, ông cứ nghĩ vậy thôi chứ mắc gì đâu thầy pháp gì. Mà ông thấy ngày qua ông thấy rõ ràng không, tôi ngồi thì nói chuyện với cái vòng nữ đó đàng hoàng, tôi giúp cho đàng hoàng đi về chùa đâu, chứ tôi đâu có bắt bớ gì đâu, vậy em cũng sợ nữa. Sợ không sợ? Sợ lắm. Vậy là ngày hôm qua là xuất hiện ra phía sau lưng của tôi là ngồi là chỉ rình để thấy đồ ăn thèm ngồi rình vậy thôi, chứ không có cố tình là tính quánh tôi phải không? Quánh chị chợ. Quánh nhiều khi biết đâu thôi. Hứng sản rồi quánh sao? Quánh mà chuốt quạ vào thân gũi như bắt tôi cái mà gáo trơn luôn. Thôi. rồi tới đây lâu chưa? Ở đây 3 tháng mấy rồi. Vậy là mới tới hả? Ừ, ở sau cái con bé đó. Rồi tên gì? Tên Hải. Hải hả? Rồi mất cách đây bao lâu rồi? 16 năm rồi. Ồ, vậy là mất sau con bé đó 5 năm. Bé đó mất tới 2 năm rồi đó, thấy tội nghiệp ghê. Rồi, ở trong này 3 tháng rồi, ở trong này có quen biết gì trong quỷ nữ dữ gì trong đây không? Bị ăn hiếp chứ quen gì mà. Kệ ăn hiếp ăn hiếp thôi, ráng ở chứ có chỗ này im quá. Chứ mấy chỗ khác là người dương người ta tới lui đâu có ở được. Bây giờ tôi có một chỗ này còn im hơn chỗ này nữa. Chỗ nào nữa? Thì chỗ cái chùa mà tôi đưa con bé đó nó về tu đó. Trời ơi, thiệt không? Thiệt. Ủa đã chưa hả? Về đó là hàng ngày đều có cái này để ăn nè, cái đó để ăn, có cái đó để hưởng, có cái đó để hưởng.
rồi còn các sư các thầy người ta bảo vệ nó, không có phải sợ thầy pháp thầy bà gì đó. Cái chỗ của tôi đặc biệt là thầy pháp thầy bà đâu, là không có ai mà biết tới cái tung tích của chỗ đó, là tôi cũng không có cho biết nữa mà. Tôi là đặc biệt là mấy cái chỗ nào mà nguy hiểm là mấy cái chỗ nào mà ấy là tôi không bao giờ thì cho người ta biết được cái vị trí. Nghe đã thiệt chứ. Ông cứ yên tâm đi, về đó là ở là cứ thoải mái, không có sợ gì đó. Tôi là không có để lộ vị trí đâu mà ông sợ. Đó, rồi còn cái nữa về đó các sư các thầy của người ta hằng ngày người ta sẽ thuyết pháp giảng kinh cho mình nghe nữa, để mình học, để mình tăng cái lòng từ bi trên cái dòng hồn mình lên, rồi giảm đi cái sát khí, giảm đi cái ma khí, giảm đi cái quán khí trên cái dòng hồn mình. Đó, rồi từ đó mình sẽ học thêm cái luật nhân quả, cách đối nhân xử thế để mình đi đầu thai chuyển kiếp. Thiệt hả? Thiệt. Ủa, nghe xong thấy mê rồi đó. Ừ. Rồi ông mất cách đây 16 năm là cái lý do nào mà khiến cho ông mất, rồi ông quán hận rồi không chịu đi siêu thoát? Kể tôi nghe được không? Bị người tình của vợ sát hại. Là vợ của ông ngoại tình hả? Phải. Ồ. Rồi ngoại tình làm sao, rồi sao ông phát hiện được, rồi làm sao mà cái tình nhân của vợ ông nó sát hại ông được? Chuyện dài lắm rồi đó, tôi bị sát hại trên Sài Gòn á. Ờ, vậy là ông đi làm cho nó hay gì? Tôi đi lên nó đầu tư trên á. Ờ. Đó, đúng rồi, tôi bị sát hại ở ngay Thủ Đức luôn. Ờ. Rồi đâu cái sự việc nó như thế nào, ông kể rõ tôi nghe được không? Hồi đó ba tôi làm thầy bùa đấu ban. Ừ. Ông giỏi lắm, ông trị bệnh hay lắm. Ừ. Mà ông trị bệnh ông ăn tiền người ta. Ờ. Rồi á, với lại hồi đó ông cũng có sức, ông khai quang đất đai nhiều lắm. Ừ. Mấy chục mẫu đất ruộng lận. Ừ. Mà con mình tôi là con trai à. Ông kêu tôi nói nghề ông đi. Ừ. Học bùa học phép đi, tôi đâu có chịu đâu. Ừ. Tôi nhất quyết là không có chịu. Rồi cái ông giận tôi, ông từ tôi. Ừ. Tôi bỏ đi mần một thời gian tôi mới quen được con vợ tôi đó. Ừ. Rồi tôi dẫn về á, tôi với đòi cưới. Rồi cái ổng cũng chịu cưới cho tôi. Ừ. Mà cưới về á, vợ tôi á, nó ác độc lắm. Sao? Của cải tài sản đồ này kia nè, nó dụ tôi á. Tôi nói ngon nói ngọt với ba tôi á. Ừ. Ba tôi cho tôi đứng tên để sau này còn thừa hưởng hết tài sản đó đó. Ừ. Vợ tôi nó dụ tôi đưa cho nó. Tôi tưởng đâu nó cất giữ không à. Ai nhờ nó đưa cho người tình đó. Ừ. Đưa cho người tình nó ăn. Rồi bị tôi phát hiện. Tôi quánh cho một trận. Thôi. Rồi tôi thôi. Ừ. Rồi đó, lúc đó thì đất còn được con nữa, còn được có 15 mẫu à. Ừ. Rồi tôi mới ở vậy đâu được 5-2 năm vậy đó. Tôi mới thấy cái số lượng cừu dưới quê mình nhiều lắm nè. Ừ. Rồi tôi mới lấy mướn ghe, rồi mướn thợ thầy lính gì đó đốn ở đây nè. Ừ. Chở lên trên Thủ Đức ở trển bán. À. Tôi lên trển tôi đăng ký bến bãi rồi tôi đóng tiền bảo kê cho cái mấy sao đen nữa. Ừ. Lên trển nó làm ngon lắm. Ôi tiền tôi bán hết lời dữ lắm. Ừ. Rồi tôi đi vô quán này quán kia đồ đó, quán bar đồ đó. Ừ. Tôi quen được nhỏ đó, nó cũng chịu chơi mà dân chơi mà. Ừ. Sành điệu lắm. Lúc đó thì tôi cũng có mua được cái căn nhà trên đó nữa. Ừ. Cũng khang trang, cũng ngon lành lắm. Bao nhiêu cái số mà cừ lên đó là tôi đứng tôi bán rồi tôi lấy tiền lời. Ừ. Tôi thấy tôi ăn chơi phung phí vậy đó, có tiền bung ra vậy đó, rồi nó theo tôi nó về nó ở như vợ chồng luôn. Ừ. Rồi á, nó nói gì tôi nghe đấy, tại vì á nó tuyệt lắm. Ừ. Chuyện giường chiếu đồ này kia hả, tôi nói hả, nó làm rất là giỏi. Ừ. Bởi vậy á, tôi mới thương yêu nó, tin tưởng nó. Ừ. Mà nó cũng lừa dối tôi nữa. Bao nhiêu tiền lời rồi tiền vốn đồ này kia hết, nó lấy sạch luôn. Ừ. Đựng về nó đưa cho thằng chồng nó tiêu xài đó. Ừ. Tới lúc mà tôi cần á, tôi hỏi nó. Nó nói hết rồi. Nói ủa, tiền để đó mà làm gì hết.
mày không lấy cho ai lấy? Rồi nó mới bực lên nói, ừ tao lấy đó, tao lấy tao đem về cho chồng tao đó. Ai kêu mày ngu còn chi? Mày có tiền thì tao đeo tao ở, tao ăn. Còn mày hết tiền thì tao đi thôi. Phận làm gái tụi tao là như vậy đúng rồi. Có tiền á thì muốn gì cũng được, còn không tiền á thì đường ai nấy đi, vậy thôi. Trời ơi, không ngờ mình nó yêu thương cô ta biết bao nhiêu luôn. Đã đời bị lừa gạt như vậy chứ. Giờ tiền bạc mất sạch hết trơn rồi, không biết làm sao buôn bán đây nữa. Rồi lúc đó tôi mới nói á, tôi nói lần lại lần nữa, bây giờ tiền bạc đâu đưa đây, để cho tôi đi làm ăn. Chứ nãy giờ nói dây vô hoài mệt lắm. Nói nữa bây giờ là ăn đấm bây giờ. Rồi á, cô ta nói, mày ngon mày đấm tao cái coi. Là mày á, xanh xương mất máu liền. Rồi lúc đó tôi nóng dữ lắm. Vừa mất tiền mất của, mà bị lừa gạt nữa. Nhào vô tôi tán ba bọc tay với một đấm, xịt máu mũi luôn. Rồi tôi nắm đầu, tôi tính đập đầu xuống cái cầu thang rồi. Mà tôi nghĩ thôi, nếu mà đập đầu mạnh quá cũng như có mất mạng thì mình lúc đó không biết làm sao nữa. Rồi tôi mới buông ra. Rồi á, cô ta mới nói, mày nhớ mặt tao đó, tao kêu chồng tao tới xử mày nè. Vậy đó, rồi cô ta hốt cái quà ly đồ đó, bỏ đi te te vậy đó. Rồi cô ta đi xuống dưới đó, trước cửa, mở cửa ra là chồng của cô ta đợi dưới đó đó. Rồi cô ta mét, nói là tôi quánh đập đồ này kia vậy đó. Rồi chồng của cô ta đó, mới đi lên, mày chất vấn tôi. Mày nói, ê thằng kia, mày giờ mày hết tiền rồi, giờ mày muốn đánh đập vợ tao sao mày đánh đập hả mày? Tao cho nó đi làm gái là để ăn tiền của mày đó. Mà giờ mày dám hành hạ vợ tao, bữa nay tao cho mày tơi tả nè. Nói vậy rồi hắn nhào vô hắn quánh tôi. Lúc đó thì tôi đâu có chịu đứng nghiêm cho quánh hắn đánh đâu. Vừa tức vừa nóng nữa mà. Tôi với hắn hả? Nhào vô quýnh nhau túi bụi vậy đó. Quýnh lộn giật lộn đùng đùng vậy đó. Người thì máu miệng, người thì máu mũ mỏ. Tôi á, không may là tôi bị á, hắn đấm chục đấm vô con mắt. Lúc đó chán dáng mặt mại trơn rồi, té xuống luôn. Rồi tôi cố tôi lồm còm tôi bò vậy, tôi tính nhào lại tôi quýnh nữa. Nhưng mà chưa kịp, hắn á, rút cái con dao nhọn á, ở trong cái túi quần ở ngay cái đầu gối á, hắn trờ tới á, hắn đâm tôi á mười mấy nhát luôn. Rồi tôi mất luôn. Vậy là bắt đầu từ đó là bắt đầu là quán hận, cái không chịu đi siêu thoát, không đầu thai gì hết. Chưa gì nữa. Thôi bây giờ quán hận cái gì nữa quán hận. Nghe qua lời kể của ông thì tôi thấy trong đó ông cũng có sai, chứ ông đâu có đúng hoàn toàn đâu. Không biết người ta có vợ, người ta có chồng rồi, chồng của người ta cũng đang sinh sống chung với nhau, mà ông lại mà ăn ở với người ta như vậy. Nó cái việc đó là như đúng như cái cô đó, cái bà đó bà nói cũng phải. Thì ông bánh trả tiền thì ông, chừng nào ông hết tiền thì tôi nghĩ cho ông ăn bánh vậy thôi. Cái đó là cái việc của ông tự dọn lựa. Mà giờ là khi mà người ta là bỏ ông đi thì ông lại là kiếm chuyện đánh người ta. Thì cái đó thì ai cũng phải, ai cũng đúng, ai cũng sai hết, không ai đúng hoàn toàn hết đó. Bây giờ quan trọng là bây giờ mình đã nhận ra được cái việc làm như vậy trong cái kiếp trước của mình, trong cái kiếp người vừa rồi của mình. Nó như vậy là nó sẽ xảy ra cái tình trạng như vậy, nó không được ổn, không được ok. Thì bây giờ mình lấy cái đó mình làm cái điểm gương của mình, để là khi mình đầu thai chuyển kiếp làm người trở lại đó, thì mình cố gắng mình tránh né ra, mình đừng có làm như vậy nữa. Thì nó sẽ không còn cái vấn đề đó, không bị oan ức, không tức tưởi nữa. Sao? Được không? Được chứ sao không. Mất này cũng lâu rồi,
cũng muốn được đi siêu thoát hay là chuyển kiếp, còn không là cũng muốn được đi về chùa về núi để mà tu tâm tích đức. Ừ. Mà có đi được đâu. Thì sao bữa nay ngày hôm nay nè, thì cũng tôi quay trở lại đây thì cũng với cái nguyện đó đó, tôi qua tôi về rồi tôi xem lại thì tôi cũng có biết được là ông ngày hôm qua ông cũng xuất hiện ra để ông rình mò tôi, nhưng mà tôi không biết cái lý do ông rình mò là cái gì, cho nên là ngày hôm nay tôi mới quay trở lại đây nè để là tìm hiểu cho rõ rồi để giúp cho ông đó, chứ cũng không có gì đó, tôi cũng không có gì ý gì khác đó. Rồi bây giờ nếu mà ông đã nhận ra được cái hướng đi của mình muốn đi về chùa để tu tập thì thôi bây giờ để tôi giúp cho ông đi về chùa để tu nha. Ừ. Rồi. Tôi cũng muốn đi lắm, vậy thì hãy giúp cho tôi một lần được đi đi. Ừ. Rồi bây giờ nếu vậy thì hãy chắp tay lên đi rồi niệm cho tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, tôi giúp cho đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, cả nhà ơi, ngày hôm nay khi mà Lê Trung quay trở lại cái khu vườn dừa quỷ ám này để tiếp tục tìm hiểu về cái vấn đề mà tại sao hôm qua cái trong lúc mà Lê Trung đang giúp cái vong Linh Nhi đó, thì có một con quỷ đang đứng ra rình rập mình. Thì ngày hôm nay sau khi mà Lê Trung quay trở lại đây để tìm hiểu đó, thì cũng biết được thì cái vị vong này cũng có nói là do là thấy cái đồ ăn đồ này kia cũng muốn ra ăn, nhưng mà thấy vong Linh Nhi đó nó đói quá với lại thấy tội nghiệp quá nhường cho cái vong đó ăn đó. Rồi Lê Trung có hỏi là tại sao không xuất hiện ra để cho Lê Trung giúp luôn mà cứ rình rập như vậy, thì vong này nói là không dám xuất hiện ra tại vì sợ, tại vì mấy lần rồi bị thầy pháp bắt hụt mấy lần rồi cho nên là cũng ngán đó. Rồi ngày hôm nay thì sau khi mà Lê Trung đến, Lê Trung khấn vái đồ này kia, Lê Trung cũng đã nói rất là nhiều cho nên là cũng đã nhìn thấy được cái tâm thành ý nguyện của Lê Trung cho nên là mới dám xuất hiện ra để dùng. Thì cũng mong sau khi mà Lê Trung là giúp cho cái vong này đi về chùa tu thì ráng cố gắng tu cho thiệt tốt để mà có thể là sớm ngày đầu thai chuyển kiếp trở thành một kiếp người khác. Rồi đến đây Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo.